Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh của mình. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có một tuần mới mạnh khỏe và gặt hái được nhiều thành công. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người đó là bàn chơi pizza mini cho bé. Mời mọi người cùng đón xem nhé. Các bệnh về mắt vì trẻ chơi điện thoại cho các bậc cha mẹ với bộ sản phẩm bộ pizza mini của shop. Thông tin chi tiết sản phẩm, chất liệu gỗ, MDF và nhựa ABS an toàn. Độ tuổi áp dụng phù hợp nhiều lứa tuổi. Có 3 loại kích thước cho bạn dễ dàng lựa chọn. Xuất xứ hàng Việt Nam chất lượng cao. Toàn bộ bộ bi 16 quả, cả bi cái, hai gầy và bộ bàn cao cấp. Ưu điểm của sản phẩm: giúp bé có những phút giây giải trí lành mạnh, sôi động và rèn luyện khả năng tư duy, phản xạ, kích thích sự phát triển, hạn chế vấn đề chơi điện thoại của bé. Sản phẩm được sản xuất từ gỗ nhập khẩu MDF cao cấp, đảm bảo độ an toàn và sử dụng lâu dài tới 10 năm. Gắn kết các thành viên trong gia đình, sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, ai cũng có thể chơi dễ dàng. Các loại sản phẩm: size 1, độ phù hợp 60% khách hàng lựa chọn, phù hợp cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Chiều dài 69 cm, chiều rộng 36,5 cm, chiều cao 22,5 cm. Size 2, độ phù hợp 25% khách hàng lựa chọn, phù hợp cho trẻ nhỏ. Chiều dài 51 cm, chiều rộng 31 cm, chiều cao 10 cm. Size 3, độ phù hợp 15% khách hàng lựa chọn, phù hợp cho người thích to rộng rãi, có thể đứng hoặc ngồi, ghế cao để chơi. Chiều dài 69 cm, chiều rộng 37 cm và chiều cao là 60 cm. Chúng tôi cam kết sản phẩm giống hình mô tả, hoàn lại tiền nếu sản phẩm không giống hình. Lưu ý, sản phẩm bên ngoài có thể hơi khác một chút so với hình ảnh là do ánh sáng khi chụp hoặc độ sắc nét của máy người xem. Cam kết không bán hàng kém chất lượng, bảo hành sản phẩm một đổi một nếu có lỗi của nhà sản xuất. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.